gió lớn cuốn mây mây ngôi bay, nước cũng sấm cao ngàn đầu. Chiều nay ai mang thêm bao nhiêu lo lắng, chẳng biết sẽ có cho chú thân hay thương chân với cơn mưa dài. Vội nhớ đến những ký ức đã quá xa, lúc ấy bé lắm có biết đâu thính bão giông ngầm lũ. Để cha bác ca ngay trong sân nhà mình, con vui quên đi gió mùa về bao năm rồi. Giờ tự nhiên không ai cũng có tuổi thơ, ai cũng có ngày xưa. Ngày xanh trôi nhanh hơn khi xưa ta nghĩ, chỉ muốn mau lớn lên để không ai gọi trẻ con. Rồi khi bao bon chen nu tơ cuốn sóng, ta mơ trở về ít phút thôi, tin những tháng năm êm đềm. Lại nhớ đến những lúc mới biết trước sau, mấy đứa quay xong chơi rất thân, mà mỗi đứa nay muộn nơi. Chẳng biết nghĩ đến những khi ta cười đùa, rất vui hay tranh lòng vì chỉ còn gì vẫn người buồn tôi ha. Tôi cũng có tuổi thơ, tôi cũng có ngày xưa. Trong đêm khuya hành khô nóng bừng, ba ngồi quạt ngoài đưa cháu thơ, gió đưa tôi vào giấc ngủ. Ngày đó mái tóc xanh đôi trăng đi vương, ánh mắt vẫn săn tay dắt tôi rồi không muốn rời. Thời gian trôi qua những đứa bé lớn lên, nhưng ai ngắn mái tóc phai màu ấm đau rồi đi. Chẳng ai yêu thương bên ta một thời, cũng sẽ săn bên kia bầu trời rồi tìm nơi đâu. Ngồi buồn tôi nhớ, ai cũng có tuổi thơ, ai cũng có ngày xưa. Chân trời hay là mưa?
trôi về con đường và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, mùa đã quên đi những lần em buồn. Từng dấu chân xưa trên đường em về giờ đã xa hoa những nhành hoa vắng. Người đã đi qua những lời em kể, này giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chùa với niềm kính ức trong tiềm thức, ta thấy được cánh đồng, thấy dòng sông xanh giữa bầu trời nắng cực, không gian thơ mộng như trong chuyện cổ tích. Nơi đã từng là cả vùng trời của tuổi thơ, nơi nuôi ta lớn, nơi dạy ta khôn, nơi có vui buồn và giờ đây là nỗi nhớ. Thời gian cứ trôi rồi thì ai cũng phải lớn, hoa kia vẫn nở cùng những thứ không thể quên. Ngày tháng thân tiên một thời chẳng thể về nữa, nhưng vẫn ước khi con khóc vẫn có mẹ bồng bế lên. Thấy hình ảnh cô đám mày cùng mình bi, thấy cánh diều bay mang theo những hy vọng, nghe tiếng chuông chùa vang vẳng ở bên tai, bất chợt tỉnh giấc khi lòng vẫn ngày. Và gió theo em trôi về con đường và nắng theo em bên dòng sông vắng. Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm, mùa đã quên đi những lần em buồn. Từng dấu chân xưa trên đường em về giờ đã xa hoa những nhành hoa vắng. Người đã đi qua những lời em kể, nay giấc mơ chưa bao giờ em về. Một tiếng chuông chùa, một tiếng chuông chùa. Mẹ ơi, chở con đi học. Mới có 5 giờ sáng mà con lục đà lục đục, mẹ không có ngủ nghe gì được hết con hết á. Mẹ ơi, trễ giờ học của con rồi. Ủa hôm nay con đi học hả? Trời ơi, mẹ đăng ký cho con mẹ còn không nhớ nữa. Sáng nay nè, con sẽ đi học nhảy, sau đó rồi con học người mẫu nữa, rồi con còn học toán, học tiếng Anh nữa. Trời đất, con học cái gì mà nhiều dữ vậy con? À ha, quên, con phải học nhiều thì con mới hơn con nhà người ta được chứ. Nhưng mà bây giờ mới có 5 giờ sáng nè, con học ai dạy con? Đi vô ngủ, đi vô ngủ đi. Mới 5 giờ sáng hả mẹ? Ừ. Vậy con đi ngủ đây. Ê, 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 ê. Đây. Nếu như mà bây giờ á, Gia Hân của mẹ mà siêng năng học hành như vậy á, thì con sẽ học ngay bây giờ. Đâu có đâu, con đâu có siêng năng cần cù gì đâu. Tại vì á, con học nhiều quá, cái bài tập nó ám ảnh con, nên con mới vậy thôi, chứ con đâu có siêng năng gì đâu. Đó, thấy chưa? Chỉ có những người siêng năng và có trách nhiệm đối với tương lai của mình nên lúc nào cũng ám ảnh về bài học hết đó. Con quả thật là một thiên tài. À, vậy thì bây giờ mình đi ngủ đi mẹ, để sáng mình còn chúc Tết nữa. Mẹ không đi chúc Tết ai nữa đâu. Sao vậy mẹ? Mẹ ơi, con hứa với mẹ là con ở nhà một mình rất là tốt luôn, con sẽ làm đủ bài tập hết trơn, vậy là con sẽ không có đi chơi với bạn đâu. Con không nhớ hả? Con không nhớ hôm qua mẹ dẫn con đi qua nhà của Hồng chúc Tết, con không nhớ đúng không? Không, con nhớ mà, con nhớ rõ lắm.
À, nhớ mà không nhớ chuyện này ha. Con cô Hồng chỉ nhỏ hơn con chỉ đúng một tuổi thôi. Mà hả, bé nó có thể nói được hai ba thứ tiếng. Chưa hết đâu, bé nó có thể thi môn toán quốc tế nữa. Đã vậy hả, môn năng khiếu còn có thể thi được Á quân, quán quân hai ba cái luôn. Con cũng Á quân nè. Đúng, nhưng cái đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Con không có bằng con của người ta. Hôm qua mẹ định đem con qua bển để con mẹ khoe. Cuối cùng á hả, con không bằng cho nên mẹ im ve, mẹ đâu có dám phè. Bạn giỏi quá mẹ ha. Ừ. Thôi mẹ kinh đi ngủ. Dạ. Dạ. Mẹ nói như vậy mà con không hiểu hả? Mẹ ơi. Sao? Có học không? Bây giờ chịu học không? Không, con không đi học nữa đâu, con mệt quá. Không, con phải học. Con không những phải học lúc nào hết mà bây giờ con phải học ngay bây giờ. Right now. Ok. Ok. Nhưng mà mẹ, con chưa biết mùi tết là gì chưa. Con mới nghỉ được có 3 ngày à. Mấy bạn con được đi chơi quá trời. Mà lúc nào con cũng phải học hết trơn. Cãi mẹ phải không? Hả? Nè, con nhà người ta nói một tiếng là nghe. Còn con nhà này nói một tiếng là cãi, một tiếng là cãi là sao? Con cũng được nghỉ học rồi mà, đúng không? Ngày 30 nè, ngày mùng 1 nè, ngày mùng 2, con còn đổi gì nữa? Đâu có đâu, cái đó là mấy bạn con nghỉ thôi, con cũng phải đi học mà. Giờ bắt đầu từ đâu hả mẹ? Đó, như vậy mới được không? Mẹ có tìm một gia sư dạy tiếng Anh để dạy cho con ngay bây giờ luôn đó. Bây giờ luôn hả mẹ? Con phải học để con mới có thể hơn con nhà người ta được chứ. Dạ. Vậy thì học nha. Vậy nha. Mà mẹ ơi. Hử? Mẹ có hứa với con một điều á, mẹ có nhớ không? Mẹ hứa gì ta? Mẹ hứa là nếu như con đạt giải nhất của cuộc thi môn văn thì mẹ sẽ tặng cho con một món quà. Một món quà? Dạ đúng. À, con đừng có nói với mẹ. Một món quà đó chính là hôm nay con được nghỉ học. Con đừng có mơ. Dạ không phải đâu mẹ. Đó chính là cặp mắt kính 3D thực tế ảo đời mới nhất đó. Con nói với mẹ rồi, mẹ quên hả mẹ? Con muốn chơi game à? Dạ không. Mẹ sanh con ra mẹ phải hiểu ý con chứ. Xin trịnh trọng thông báo, trước khi ba của ai đó đi công tác thì ba đã mua cho con được một món quà là kính 3D rồi nè. Wow. Thích không? Thích không? Con làm cái gì vậy? Dạ không? Mẹ. Dạ không? Dạ không? Rốt cuộc là con có lấy món quà này hay không? Dạ có. Đi nè. Kính thưa quý khách, quý khách có thể sử dụng món quà đó một ngày 30 phút. Sao có 30 phút vậy mẹ? À không, 20. Sao ít quá vậy? Ít quá thì 10. Sao càng ngày nó càng tuột vậy mẹ? Quý khách vui lòng thắc mắc thì tôi cũng sẵn lòng giảm số phút chơi game lại. Vậy thôi. Vậy nói tóm lại là con muốn bao nhiêu? Dạ một tiếng. Ok. 30 phút. Còn đỡ hơn 10 phút. À đúng rồi, 10 phút luôn. À mẹ. Thôi mẹ nói giỡn á. Con càng học giỏi bao nhiêu thì số phút con chơi game tăng lên bấy nhiêu, chịu không? Dạ chịu. Còn bây giờ thì mình chơi thôi. Học thôi. Liêu liêu liêu. Mẹ. Làm mẹ thật là hạnh phúc. Học bài đi, học bài đi. Dạ. Học đi, học đi. Đó. Sao? Thấy sao? Trời ơi, con của tôi á hả, là một thiên tài luôn đó. Em thấy nó nhảy đẹp không? Ôi, tục tưng của mẹ ơi. Ôi, con nhảy đẹp quá à, tục tưng. Ôi, ủa, alo, sao vậy?
Mẹ ơi, con mệt quá à. Ồ thôi, mẹ biết là con mệt rồi. Nhưng mà con thấy không, con á hả, con phải học, con phải tập luyện thì con mới biết là con có thể làm được điều đó đúng không? Ôi mẹ thương, mẹ thương nè. Con biết không, hồi đó đó ba với mẹ hả đâu có điều kiện đâu, cho nên bây giờ á có điều kiện nè, ba mẹ mới dồn hết tất cả cho con đó. Nhưng mà con không thể học nổi nữa, sáng giờ con học liên tục rồi. Mẹ biết là không nổi cho nên mẹ đã chuẩn bị cho con một ly sữa rồi nè. Ôi cục tưng mang ơi, đi uống sữa, uống sữa, uống sữa, uống sữa. Con uống sữa xong rồi con sẽ có năng lượng nè. Mẹ thương nè ha. Đó, con uống sữa xong con sẽ có năng lượng để con có thể học môn tiếp theo, đó chính là môn Anh văn. À, mẹ đã mời anh gia sư này rồi. Tuy anh ta hả là một sinh viên nhưng có rất nhiều thành tích đáng nể. Hello. Ủa chị. Vậy tính ra là em về đây là để dạy cho bé chứ không phải dạy cho chị hả? Đúng rồi, tôi lớn tuổi rồi sao tôi học được nữa. Ồ, nhưng mà em thấy hình như bé hơi mệt đó, hay là hôm nay chúng ta không cần phải học đâu, mình làm quen với nhau là được rồi. Yeah. Dạ, chị yên tâm đi, với cái buổi làm quen này thì em sẽ không tính phí đâu. Nếu như mà chị thích thì em vẫn tính. Oh no, ý của tôi nói là con bé có năng lượng để học, không những học môn của thầy mà con bé còn có thể học được hai môn tiếp theo nữa kìa. Thiệt không? Sao em thấy bé mệt mỏi, bé ngủ gục luôn mà. Ôi đó chỉ là diễn xuất thôi. Phải không vậy? Đâu có, em thấy bé nóng lắm rồi đó. Trời ơi, thấy con bé là thiên tài chưa? Nó mệt mỏi từ cái nội tại bên trong nó lột ra bên ngoài để nó diễn tả cái mệt, còn đổi gì nữa. Cái gì, con diễn được tới nhiệt độ luôn hả? Vậy mới gọi là thiên tài. Hay vậy ta. Rồi dần sao, có dạy học không? Dạ nếu mà bé học nổi thì dạy thôi. Còn con có chịu học không? Dạ chịu. Dạy đi. Rồi. Học đi. Ok, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu làm quen với nhau nha. Dạ. Hey, can you speak English? Yes. Talk English with my daughter. Ok. Thanks. Wow, tính ra là mẹ em cũng biết tiếng Anh, mà sao chịu dạy cho em ta? Tại vì mẹ em biết có mấy câu đó. Được rồi, vậy thì bây giờ em muốn anh nói chuyện với em bằng tiếng Anh hay tiếng Việt đây? Dạ tiếng Anh đi. Ok, anh tên là Minh, hiện tại anh đang là sinh viên và anh đến đây để dạy học cho em, chứ không phải là dạy cho em ngủ. Em còn ngủ lắm hả Hân? Anh nói nhỏ thôi, mẹ em nghe là mẹ em la em đó. Sao em mệt mỏi dữ vậy hả? Bộ mẹ em bắt học nhiều vậy hả? Dạ. Mời phụ huynh kìa. Ê ê, sao em mời phụ huynh chi vậy? Phải mời phụ huynh em ra đây hỏi tại sao lại bắt em học nhiều như vậy. Không có, ý là có bữa ít có bữa nhiều à. Nhưng mà ngày nào cũng phải học hết đó. Thiệt tình, em mà bắt học nhiều như vậy á cũng tại em á. Tự nhiên sao tại em? Ai biết học giỏi quá chi. Tại vì em học giỏi, mẹ em thấy em học được, cho nên bắt em học tiếp, học tiếp, học tiếp. Phải chi mẹ em học dở á, thì mẹ em đâu có bắt em học nhiều vậy. Ha. Hay là vậy đi, ví dụ như là em giả vờ như là em học dở đi, em không làm bài tập luôn, để cho em đỡ phải học nữa, đúng rồi. Khổ nỗi là bây giờ mẹ em biết em diễn xuất giỏi như vậy rồi, bây giờ mẹ em có giả bộ cỡ nào nữa thì mẹ em cũng không tin đâu. Ha. Với lại ba mẹ em á, kỳ vọng vô em nhiều lắm á. Em làm vậy ba mẹ em sẽ buồn lắm á. Thì đó, bây giờ em buồn ngủ như vậy, anh mà có là thiên tài á cũng không nhét chữ vô đầu em được đâu. Hay là chúng ta sẽ nghỉ đi. Anh mới nói gì? Mình sẽ nghỉ. Anh nói có thiệt không? Anh nói thiệt. Làm gì mà la lớn vậy? Ủa, alo, có chuyện gì vậy? Dạ đâu có gì, em đang dạy cho bé cách phát âm á. A e i u ư rồi đó. A e e i c, tiếng Anh a gọi là a mà. Dạ đúng rồi. A da. A dạ. Tiếng Anh không có a da. Dạ không. A và o. A and o. A và o. O. Okay. Yeah, okay. Amazing. Good job. Thanks. Thấy chưa, em sẽ bại lộ rồi đó. Em biết rồi, nhưng mà cảm ơn anh nha.
À đúng rồi, em có trò chơi này nè, hay lắm, anh chơi với em nha. Cái gì chơi hả? Trời ơi, thiệt tình á, học thì buồn ngủ, mà chơi thì mắt sáng rỡ à. Nhưng mà trò chơi này hay lắm nè. Ta-da-da-da-da. Chơi cái gì mà chơi? Cái này gì đây? Cái này là cái mắt kính 3D thực tế ảo đời mới nhất đó. Thiệt tình á, ba cái đồ này. Chơi sao đây? Anh mở ra đi, em chỉ cho anh chơi. Đó, đeo vô là chơi được rồi. Wow, có thấy gì đâu? Là chúa bật mà. Ồ, phải mở lên hả? Đúng rồi. Đây nè, bật cái nút này nè. À, đã quá ta. Gì mà... nhưng mà... Yên tâm đi, anh sẽ giữ bí mật cho. Bởi vì chơi cũng là một cách học mà. Vậy thì mình... cùng chơi! Đã thiệt á. Ở nhà mà cũng thấy được mấy cảnh này hay thiệt. Wow. Đẹp quá nhở. Hay là mình chơi cái gì ta? Gồng rắn lên mây. Trang. Bắt ra. Không cho bắt. Chạy ra, bắt ra. Không cho bắt. Được không? Gắn ra, bắt không ra. Không cho. Thôi, mệt quá. Chơi kéo co đi mấy bạn. Kéo co. Chuẩn bị 2, 3. Cố lên. Thiệt tình. Đau quá. Hả? Dạ Hân ơi. Dạ. Trước mắt em là những gì sao may mắn đó. Wow. Bây giờ em mà có điều ước gì á, em hãy nói thật lớn lên đi. Điều ước của em sẽ trở thành hiện thực đó. Có thiệt không anh? Thiệt. Vậy thì em sẽ ước. Em ước á là em sẽ học thiệt giỏi để cho ba mẹ em thiệt là vui. Em muốn á là em sẽ có nhiều thời gian hơn để cùng đi chơi. Em muốn á là mỗi tuần, nhất là mỗi cuối tuần á, em không cần phải học bất kỳ môn nào hết trơn để em được đi chơi với ba mẹ. Đúng rồi, em muốn á là em sẽ được về quê với ông bà ngoại mỗi dịp Tết để em được đi chơi với mấy bạn. Ước gì nữa giờ ta? Em ước mẹ không thấy cảnh này. Anh ơi, vô học đi. Cái gì? Đúng rồi. A, B, C, D. Tiếng Anh không có A, B, C. Vậy thì... A, B, C. A, B, C, D. Thôi. Đủ rồi. Ôi, con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Em xin lỗi chị. Chị ơi, thật ra chị đừng có la bé Hân. Mục đích chơi này cũng là do em bày cho nó đó. Chị biết mà, tuổi của bé là tuổi được phát triển và vui chơi một cách thoải mái nhất. Chị mà bắt ép bé học nhiều như vậy á, sẽ đánh mất cả tuổi thơ của bé đó chị. Mẹ ơi, mẹ đừng có khóc mà. Thôi con đi học liền, mẹ đừng có khóc. Mẹ đừng có la anh nha. Tất cả lỗi là lỗi của con á mẹ. Lỗi của mẹ. Tất cả là lỗi của mẹ hết á. Dạ Hân, mẹ xin lỗi vì đã ép con học quá sức của con. Mẹ xin lỗi vì đã so sánh con với con nhà người ta. Mẹ xin lỗi vì đã đánh cắp tuổi thơ của con. Mẹ xin lỗi. Còn cậu nữa. Dạ. Tôi cũng xin lỗi cậu nhiều nha. Nhưng mà
tôi cũng cảm ơn cậu luôn á. Tại nhờ có cậu mà tôi nhận thức ra được điều này. À, học phí hôm nay cho phép tôi gửi nha. Phải vậy chứ. Hả? À, dạ không. À, em nói là chị phải cho bé học được ít lại chứ. Còn cái chuyện học phí thôi em không nhận đâu. Em cảm thấy vui vì chị đã nhận ra được một điều là việc học bé đã quá tải rồi. Chị cũng biết đó, ngoài những môn văn hóa ra thì để bé học những cái môn nào mà bé yêu thích thôi. Chứ mỗi bé nó đều có sức khỏe và khả năng tiếp thu có hạn mà. Lúc nào chị cũng ép bé là phải bằng con nhà người ta thì tạo cho bé một áp lực kinh khủng lắm. Tôi hiểu rồi. Từ đây về sau á, tôi hứa, mẹ cũng hứa với con luôn, là sẽ sắp xếp cái chuyện học và chuyện chơi của con một cách hợp lý nhất. Chịu không? Dạ chịu. Mẹ ơi, con đói bụng quá à. Sáng giờ con chưa ăn gì hết. Rồi. Ơi, bắt con học không cho ăn gì luôn hả? Tôi biết lỗi của tôi rồi. À, anh ơi, hay là anh lại ăn bánh tét với em đi, ngon lắm á. Thôi được rồi, anh còn đi qua chỗ khác dạy cho mấy bé khác nữa. Nhà mình có dưa kiệu chứ chị ạ? À, có trứng bắc thảo được luôn. Vậy thì mình cũng ăn nha. Thì ăn thôi. Dạ, rồi, hai anh em ngồi đây đợi nha. Dạ. Mẹ vô mẹ dọn cho con với lại anh ăn ha. Dạ. Đợi xíu nha. Dạ. Quá. Không che được lấy nàng công, nơi này trong
mọi người. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi, đàn em thơ khoe áo mới chạy tung tăng.
xuân nâng chén ta chúc nay đời mừng anh nông phu vui lúa thầm hơi người thương gia lợi tức người công nhân ấm no thoát ly đời gian lao nghèo khó. Chén đầy vơi chúc người người vui ha buồn lòng sao xuyên duyên đời rót thêm tràn đầy chén quan san chúc người binh sĩ lên đàng chiến đấu công thành sáng cuộc đời lành người vì nước quên thân mình. Kia nơi xa xa có ba mẹ già từ lâu mong con mắt hương lệ nhòa chúc bà một sớm quê hương bước con về hòa nỗi yêu thương. Ca thắm tươi đời lính ha chúc mẹ hiền rất ưu tình rượu hân hoan mừng đôi uyên ương xây tổ ấm trên cành yêu đương nào cạn ly mừng người nghệ sĩ tiếng thi ca đẹp chấm phá tô nên đời mới bạn hỡi vang lên lời ước thiêng liêng chúc non sông hòa bình ngày máu xương thôi tuôn rơi ngày ấy quê hương yên vui đợi anh về trong chén tình đầy vơi trời tự do nước non thanh bình muôn người hạnh phúc tràn hòa nhớ cao ly này hãy chúc ngày mai sáng trời tự do nước non thanh bình muôn người hạnh phúc tràn hòa mơ hạnh phúc nơi nơi hướng thanh bình giang phơi xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già và mùa xuân quên mặc áo mới hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất là dù sao anh cũng về mong xuân đã chín đỏ bàn tay nâng niu hoa cúc bàn tay hiu hắt giọt lệ đầy em có nghe trời vào xuân chưa bên sông từng giọt nắng vàng chợt lướt mưa và mùa xuân
anh không biết xuân về lúc nào. Lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân. Không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn hơn mấy cội mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất là. Dù sao anh cũng về, mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu hắt giọt lệ đầy. Em có vào xuân trưa bên sông từng giọt nắng vàng chợt mưa, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân. Rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng. Và em đợi anh, đợi anh như đã hẹn. Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang, phải chăng mầm non mùa xuân đang hé mở? Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở? Phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên thềm nhà? Kìa tiếng chim dồn hót xa vời, cánh hoa đào bỗng như cười báo tin mùa xuân về. Hãy subscribe.
là hoa của xuân tươi. Kia anh ta và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ lắng nghe mùa xuân về. Biết ta còn mãi trong đời, phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa tràn niềm tin yêu. Kia anh ta và chúng ta lại đón giao thừa, phút giây lặng lẽ mong chờ lắng nghe mùa xuân về. Giọt mưa nào rơi thật êm, mùi hương nào thơm thật thơm, phải chăng mầm non mùa xuân và em đợi anh đợi. Phố phường ngập vàng tiếng cười, những cánh đào mơn man người gió mang về, vẽ thêm sắc xuân bao điều mới. Tà áo mới tung bay trong nắng xuân, én bay lượn hòa theo đất trời. Phút sau mùa hân hoan hạnh phúc sum vầy, tiếng xuân khắp nơi tràn hòa. Bạn ơi, cùng chúc nhau những câu an lành chào năm mới. Nào, nắm tay cùng nhau ta chúc cho mọi người hạnh phúc năm mới, chung tay niềm vui. Chào năm mới đã đến rồi, cùng những khúc ca mừng xuân. Chung tiếng cười nào cùng chào đón chúa xuân vừa sáng. Chào năm mới đã đến rồi, hạnh phúc đến khắp mọi nơi. Ngàn hoa xinh tươi khoe sắc muôn màu, nhà nhà đón xuân an xuân. Đến mang bao nhiêu ước mơ, khắp phố phường ngập vàng tiếng cười. Những cánh đào mơn man gửi gió mang về, vẽ thêm sắc xuân bao điều mới. Tà áo mới tung bay trong nắng xuân, én bay lượn hòa theo đất trời. Phút sau mùa hân hoan hạnh phúc sum vầy, tiếng xuân khắp nơi tràn hòa. Chào năm mới,
Trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhàng xuân đến nghe bước chân tô đẹp thế. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên mới, xuân thắm tươi xuân nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng dạt dào hồn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh và nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đẹp vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế ơi mong đợi xuân. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa nhịp nhàng xuân đến nghe bước chân tô đẹp thế. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên mới, xuân thắm tươi xuân nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng dạt dào hồn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao. Ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm duyên, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đẹp vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế ơi mong đợi xuân. Còn mùa xuân đẹp vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế ơi mong đợi xuân. Còn mùa xuân đẹp vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế ơi mong đợi xuân.